bên main này, con quanh bên main này sẽ là con game đầu tiên tôi đồng hành từ lúc mà nó mở server, nó mở con game này cho tới khi mà nó đóng cửa. Nó chỉ là một kỷ niệm son sắt của tôi cho tới về sau đấy. Giờ chịu rồi, biết sao giờ tôi làm được gì giờ, tôi làm đéo bị bỏ game. Này ra từ cái thời game nó mở ra ra từ cái thời mà game nó còn trong trứng, đồng hành từ game tới bây giờ 3 năm trời rồi còn chưa đón được cái sinh nhật, thiệt còn chưa ăn được cái sinh nhật. Còn mà kêu bây giờ kêu ngồi ăn cái sinh nhật xong rồi chờ chắc chắc game sống tới sinh nhật. Thì tôi có nói game sạch đâu, mấy ông làm gì tôi nói, tôi nói game sạch đâu. Tôi nói với cái tình hình này thì kiểu gì cộng đồng nó sẽ sập trước, thiệt mấy ông hiểu đơn giản nha, nói cho mấy em hiểu, nó là một cái chuỗi domino, mấy ông hiểu không, nó là một cái chuỗi domino. Thì nó là đầu tiên, nó đổ đầu tiên là gì, nó quơ cộng đồng trước, mấy ông hiểu không. Cái con game á nó tồn tại hay không á, đầu tiên là ở cái cộng đồng nha. Cái cộng đồng mà nó gãy trước á, cộng đồng mà nó quơ với nhau á, là quơ theo kiểu là cộng đồng gây quơ với nhau, là game này game kia là nó gãy từ cái khâu cộng đồng trước, rồi xong cộng đồng rồi mới tới là trong cộng đồng rồi mới tới là trong game đó. Gãy từ cộng đồng trước, gãy từ người chơi trước, cái người chơi gãy thì người chơi gãy đồng nghĩa với game gãy cho cái gì đâu, đơn giản. Còn nhà phát hành thì nó đéo nào gãy được, mày doanh thu thì hơn 1,5 tỷ một tháng mà kêu sao không đủ doanh thu. Chỉ là có câu chuyện là gì, là nhà phát hành không muốn vận hành con game này nữa thôi, hay là một lý do gì đó, chứ còn đừng lấy lý do là cơ không đủ doanh thu. Mà xong rồi bây giờ muốn để cho con game này nó gãy một cách hợp lý, hợp pháp hóa nhất là làm cái gì, là cho cộng đồng gãy thì cộng đồng gãy, người chơi giảm đi thì người chơi giảm, thì doanh thu giảm, doanh thu giảm thì con game này nó chết đi vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ cái việc ra con Boros thôi nó đã tranh cãi rồi, thiệt. Đây bây giờ mấy anh em kêu tôi quay tới đéo mà đủ được đây. Đây bây giờ kêu quay quay tới đéo rồi được, hồi chiều mới nạp vô, thêm nè, đó nạp vô thêm gói 200 nè. Mày bây giờ đủ Boros tới đéo rồi được. Đủ tới đéo rồi được. Chịu tôi biết gì giờ. Đau cái đầu luôn, mày nhức não luôn. Thôi giờ mình làm chiến khu thôi, giờ thôi giờ vẫn giờ kêu mà câu chuyện bây giờ nếu như game game mà nó không còn ở server Việt Nam, nó phải mất công kêu mấy em kêu tôi làm game sạch hay cái gì. Bây giờ game mà nó không còn ở thị trường Việt Nam thì tôi vẫn tiếp tục tôi làm con game đi, tôi làm con game này ở server chung và server C, tôi quay chiến khu thôi, vô ngồi bình luận chiến khu hàng tuần xong rồi tôi kiếm game gì đó tôi chơi thôi. Còn nếu như có ạc thì tôi ngồi tôi chơi bên server C hoặc server chung đấy thôi, vẫn tiếp tục đồng hành với con game này. Lý do vì sao là tôi đồng hành tới con game này tới giờ phút này thì mấy anh em biết rồi, tôi chơi game này trong cái thời dịch đấy, cho nên là bây giờ cái việc mà anh em trong cộng đồng thì kêu rồi bây giờ là việc ra Boros thì như này như kia thì tôi khuyên hết nổi. Ngày xưa cái đợt mà cắt gối nạp ấy, thì tôi cũng lên tiếng tôi nói ừ, còn đợt này thì tôi khô lời thì tôi hết nói được. lần này là tôi không còn cái lời gì để mà biện minh hay cứu vớt gì của game này nữa hết, về nhà phát hành hết. Đợt trước ví dụ như là cái gối nạp ấy, thì tôi còn kêu là ừ gối nạp server khác nó không có thì server Việt Nam không có là câu chuyện bình thường, còn bây giờ thì tôi chịu rồi, bây giờ tôi thôi, mọi sự vạn sự để thời gian, mọi sự hay là vạn sự để thời gian quyết định thôi. Tôi hết sức rồi, làm 3 năm trời, đồng hành với con game 3 năm trời mà như thế này thôi chịu rồi, đâu có tiếng nói hay thứ gì đâu.
Sao mà nói thẳng với em luôn, Khuê ơi, người xây dựng cộng đồng không nên nói kiểu đó. Bây giờ anh hỏi em nè, anh làm con game này 3 năm xong rồi, cuối cùng anh cũng chuẩn bị chứng kiến con game này nó sập tại chính ngay server anh chơi. Mà sao mà không có được? Anh hỏi làm từ cái kênh mà 400 người không lợi nhuận. Anh hỏi Khuê nè, anh làm một con game không lợi nhuận. Phải chi mà anh làm anh kiếm tiền từ con game này thì anh không nói. Mình làm gì mục đích mình đam mê. Đầu tiên là đam mê nha. Làm vì đam mê trước. Nó làm không lợi nhuận, làm từ lúc mà con game này nó ra, từ lúc tháng 8, 24 tháng 8. Làm từ lúc nó ra, chơi từ server 42, chơi tới thời điểm 3 năm trời. Làm từ lúc mà chỉ có một hai người xem thôi, làm đam mê luôn á Khuê à. Thiệt. Làm bị xong rồi tới lúc làm mà được có chút bị cộng đồng chửi như con chó. Thiệt. Lúc đầu làm bị chửi như con chó, bây giờ nếu làm gì cũng bị chửi. Vẫn đồng hành làm tiếp tục tới con game cho tới bây giờ. Từ cái kênh mà 500 người đăng ký làm tới bây giờ kênh không chạy subscribe, không bỏ một đồng nào chạy quảng cáo hết. Tên tới bây giờ được gần 6.500 người đăng ký rồi. Mà kêu em nói với em là một người đồng hành, em có đam mê với con game này hay không, em có làm nội dung con game này hay không, thì đương nhiên em nhìn vô em thấy anh nói gì là anh đang tiêu cực cho mọi người, em thử em đặt vào vị trí của anh coi, là một người làm con game này 3 năm trời, má đồng hành lâu vậy, gấp đêm nào cũng từ 8 giờ tới 11 giờ, rồi ngày nào cũng video, làm video phân tích bỏ ra mười mấy tiếng, 24 tiếng để ngồi chỉ để làm video vì một đam mê thôi. Doanh thu cũng có nhiều đó, tháng cũng được 300-400 ngàn. Mày làm 3 năm trời, 1 năm trời kiếm được bao nhiêu? 1 triệu 2. Năm 2022, năm 2022 làm nguyên 1 năm trời luôn kiếm được đúng 1 triệu 2. Từ tháng 1 tới tháng 12 làm con quanh bên mê này kiếm được đúng 1 triệu 2. Vô mà làm đi, vô mà húp. Làm gì cũng bị chửi nữa, làm sao cũng bị chửi. Mà em kêu lên đây kêu ừ anh đối với tư cách cộng đồng anh nói game sập vậy là người làm nội dung như anh thì không nên nói, em thử em đặt vào vị trí của anh đi rồi em nói. Mẹ ngày xưa lúc mà tôi nói, ngày xưa lúc mà tôi nói với mấy ông á, ngày xưa nói mấy ông lúc mà làm cái thời điểm mà game nó cắt gối nạp á, mấy ông biết lúc đó tôi ngồi tôi đồng hành với con game này từ lúc đó tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu người để tôi ngồi tôi cùng kêu cứu vớt ở con game này thiệt. Tới lúc mà may là sau này ra server đặc biệt lại có người kéo lại người chơi thì ok, tôi không nói gì về server nữa. Còn bây giờ game làm như là nhà phát hành tự đuổi tôi đi chứ tự nhiên, chứ tôi đâu có làm gì đâu, game mới đâu có lỗi gì đâu. Bây giờ câu chuyện cái việc mà ra combo rot thì người chơi đó là ảnh hưởng một tâm lý người chơi đó gần đi một nửa mẹ rồi, cần gì tới việc tôi nói. Bây giờ tôi nói hôm nay là đang ngồi bao nhiêu, đang là 9 giờ 49 phút tối thì người chơi đó ngồi, người chơi đó tận hưởng nỗi đau từ lúc 5 giờ sáng cho tới bây giờ rồi, cộng đồng trao đổi nhóm nào cũng nói chuyện về con Boros hết. Thì cái việc bây giờ người chơi người ta đặt dấu chấm hỏi là bây giờ con Boros nó ra rồi sau này nó có comeback hay là không, ai trả lời câu hỏi đó? Mấy anh em hỏi tôi chứ hỏi ai. Hồi sáng giờ tôi nói thẳng với mấy anh em luôn, trong nhóm Zalo mấy anh em tan tôi tin, tan tên tôi không chứ tan tên ai. Discord cũng nhắn tan tên tôi, trên YouTube của mấy anh em gần 114 cái lời bình luận tôi còn đéo thèm rép. Mấy anh em hỏi tôi chứ hỏi ai? Mấy anh em hỏi nhân viên fanpage, fanpage chứ trả lời lại một câu ừ anh Hùng cập nhật theo dõi fanpage. Thì chỉ mấy anh em bây giờ, mấy anh em khi mà mấy anh em bế tắc mấy anh em hỏi ai? Chỉ là hỏi tôi thôi chứ hỏi ai? Đúng không? Chỉ có đi hỏi tôi thôi chứ hỏi ai bây giờ? Hỏi nhân viên fanpage, anh Hùng theo dõi chú ý thông tin fanpage. Chứ còn mà kêu để mà kêu ừ anh làm gì ảnh hưởng cái server, mấy tôi có làm gì đâu, game làm hết nhà phát hành làm, mấy tôi không làm, với tôi chỉ là người làm nội dung thôi thiệt. Giờ để mà kêu mày đồng hành tới con game từ giờ 3 năm trời rồi, làm từ lúc không có gì tới bây giờ mẹ kênh ăn hai gậy sắp bay mẹ kênh luôn rồi, xong cố gắng làm mọi thứ để duy trì kênh cũng thôi, lúc trước mẹ được giá bán mẹ ngay từ đầu cho rồi chứ không phải là ngồi đồng hành cho tới phút này đâu thiệt. Lúc được tại vì lúc mày kênh chưa bị ăn gậy đã được giá là tính bán mẹ rồi, xong ngồi nghĩ lại thôi mình đồng hành game này để lại kho lưu trữ với mấy anh em luôn đáng giá mấy triệu bạc đâu, xong ngồi đồng hành tới lúc kênh ăn gậy đi chăng nữa, xong cố gắng nhờ anh Dasai cho vô meetup để cố gắng giữ cái kênh để tồn tại kênh này tới giây phút này thiệt. Hôm đó tôi nhờ anh Dasai cứu vớt tôi biết bao nhiêu để vô ngồi meetup, để ngồi có gì bị gậy thứ ba còn đừng cứu, để giữ lại mấy video trên đây, giữ lại clip lưu trữ cùng tiền bạc đáng bao nhiêu thiệt. Vô ngồi cái tầm này mà để vô ngồi mày tầm này mà để ngồi làm á, mấy giỏi mấy anh em vô làm đi, chuẩn bị đó Roblox đó thiên nhai đó, mấy anh em vô mà làm đi rồi làm đi biết
đó, sáng tạo nội dung đi, lên rồi mấy anh em đi sáng tạo nội dung đi. Cái việc mấy tôi nói nha, mấy anh em đi sáng tạo nội dung, mấy anh em đi kiếm tiền thử đi, mấy anh em làm video để ra tiền thử đi, rồi mấy anh em biết làm gì đam mê để làm để kiếm ra tiền, nó khác nhau như thế nào thiệt. Rồi tôi làm ảnh hưởng tới game hay là game làm ảnh hưởng gì tới tôi, hay là tôi ảnh hưởng gì tới cộng đồng hay không, tôi là mẹ gì ảnh hưởng tới game hay cộng đồng gì, tôi chỉ là một người chơi thôi thiệt.